Bí ẩn về nụ cười của nàng Mona Lisa. Nụ cười của nàng Mona Lisa đã trở thành một đề tài bí ẩn nghiên cứu của các nhà khoa học. Điều đặc biệt là sự ẩn dụ trong nụ cười này. Khi bạn nhìn thẳng vào nó dường như là biến mất, nhưng khi bạn nhìn qua phía dưới, nó lại hiện ra. Leonardo da Vinci đã sử dụng màu sắc và ánh sáng phức tạp để tạo ra hiệu ứng này. Khi bạn nhìn trực tiếp vào miệng hoặc mắt của nàng Mona Lisa thì nụ cười sẽ biến mất, nhưng khi bạn nhìn từ phía xa thì nụ cười lại rõ ràng.